Quý vị thân mến, chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi trận thi đấu tứ kết đầu tiên giải bóng đá Champions Hưng Phương lần thứ nhất năm 2024. Trận đấu giữa các thủ Đông Tân và SC Bút. Đến chúng ta sẽ cùng trở lại với sân bóng Hưng Phương, nơi đang diễn ra giải bóng đá Champions Hưng Phương lần thứ nhất năm 2024. Chúng ta đã đến với trận tứ kết đầu tiên, trận đấu giữa các thủ Đông Tân và SC Bút. Chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết này, trận đấu để hướng tới tấm vé vào chơi vòng bán kết. Trong trang phục áo vàng quần xanh quen thuộc là các thủ SC Bút, và trong trang phục áo đỏ quần đen là MC Đông Tân. Đội ra quân ngày hôm nay bên phía các thủ Đông Tân, trong khung thành vẫn là thủ môn số 1 Quân Bắp, Nam OK số 19, Ngọc Tính số 8, Chiêu Ca số 12, Huy Bướm số 25, Hiền Kê số 6 và Trần Thuận mang áo số 0302. Ngày hôm nay các thủ Đông Tân họ có sự trở lại của Chiêu Ca và Quân Bắp, những cầu thủ đã vắng mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Bên phía SC Bút ngày hôm nay họ ra quân với đội hình gồm có thủ môn số 1 Thế Lương, Minh Chí số 67, Phúc Hưng số 28, Duy Phương số 6, Thành Nam số 11, Duy Đồng số 94 và Vũ Ly số 79. Chúng ta đang chờ đợi vào tiếng còi của trọng tài Bùi Quốc Hiệu để chuẩn bị dõi theo trận tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Champions Hưng Phương. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng thì các cầu thủ Đông Tân đã có được vị trí nhất bảng A và SC Bút là đội bóng xếp thứ 3 của bảng C. Như vậy là trận đấu được bắt đầu. Ở trận đấu ra quân, các cầu thủ Đông Tân đã có chiến thắng 2-1 trước Mơ Tây, sau đó là chiến thắng 3-1 trước Phố Ngò. Ở lượt trận cuối cùng họ đã hòa với Quán Xưa với tỷ số 1-1. Kết thúc vòng đấu bảng, Đông Tân ghi được 6 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn. Đông Tân là một trong hai đội bóng có hàng thủ tốt nhất của giải đấu năm nay. Hai đội bóng mới chỉ để lọt lưới có 3 bàn sau khi kết thúc vòng đấu bảng chính là Đông Tân và SC Lốp. Tuy nhiên, Đông Tân vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở hàng công. Bởi lẽ trong 3 trận đấu đã qua thì
các tiền đạo của Đồng Tân mới chỉ ghi được 6 bàn thắng so với các đội bóng ở bán kết, thì rõ ràng là Đồng Tân là đội bóng ghi ít bàn thắng nhất trước các đội bóng ở tứ kết. Sau 18 trận đấu đã qua của vòng bảng thì đã có tổng cộng 107 bàn thắng được ghi, trung bình ở mỗi trận đấu là 5,94 bàn trên một trận. Đó là một hiệu suất ghi bàn có lẽ là rất cao, mà cao nhất từ trước đến nay trong tất cả các giải đấu của Yên Mô. Đội bóng có hàng công mạnh nhất lúc này đang thuộc về FC Bia. Sau 3 trận đấu ở vòng bảng thì FC Bia ghi tới 19 bàn thắng. Đội bóng có hàng thủ tốt nhất đang là hai đội bóng đến từ Yên Hòa, Đông Tân và FC Lốp. Mỗi đội mới chỉ để lọt lưới 3 bàn. Trong danh sách các thủ ghi bàn tốt nhất lúc này thì chiến cành của FC Bia và Minh Chí của FC Bút đang vươn lên dẫn đầu. Hai cầu thủ mỗi người đã ghi được 5 bàn. Bên cạnh đó thì Đức Zinio của FC Lốp cũng đã có 5 bàn thắng, ngang bằng với số bàn thắng của các cầu thủ như Chiến Cảnh và Minh Chí. Ở vòng bảng thì các đội FC Bút đã phải rất chật vật mới có được tấm vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên rất nhiều các đội bóng mặc dù có thể họ chơi vật vờ ở vòng bảng, tuy nhiên khi vào các vòng đấu loại trực tiếp, khi đó kinh nghiệm và sự quyết tâm sẽ được thể hiện nhiều hơn. Mặc dù các thủ Đồng Tân là đội bóng cũng đang bất bại ở vòng đấu bảng, tuy nhiên con số đó chỉ là con số thống kê bằng tính tham khảo mà thôi. Bởi lẽ ở trận đấu này, nếu như không có được chiến thắng trước FC Bút thì chúng ta đã biết đó là một trận đấu để sẽ chúng ta xác định thêm những đội bóng sẽ rời cuộc chơi. Trong khung thành ngày hôm nay, bên phía FC Bút đang thuộc về Thế Đường, một trong những thủ môn có kinh nghiệm. Trong các trận đấu trước đây của FC Bút thì Trần Dương Thành luôn là một thủ môn có khả năng phản xạ tốt và có tuổi đời trẻ hơn Thế Lương. Đó là thủ môn Việt Anh. Kể từ đầu trận thì vẫn chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Chiêu Ca là người cũng đang có được phong độ ghi bàn khá tốt trong trận đấu với các thủ Phố Ngọ. Chiêu Ca chính là người đã có bàn thắng giúp cho các thủ Đồng Tân có được chiến thắng 3-1 trước nhà đương kim vô địch của giải bóng đá thanh niên huyện Mô năm 2022. Người đang có bóng là Phúc Hưng. Phản công cho các cầu thủ Đồng Tân. Được chuyền. Nó không thể đến được vị trí của Nam OK. Đây là Nam OK. Cơ hội. Người đã lùi về rất nhanh trong tình huống vừa rồi là Duy Đồng. Trận đấu đã được đẩy lên với tốc độ cao hơn. Không có phạt góc ở tình huống vừa rồi. Ngày hôm nay sẽ có hai trận tứ kết. Sau khi trận đấu Thế Đồng Tân và FC Bút khép lại, chúng ta tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo vào khung giờ 19 giờ. Đó là trận đấu giữa FC Lốp và Phố Ngò. Ngày hôm nay Huy Bướm đã được xếp đá chính ngay từ đầu trong đội hình của các thủ Đồng Tân. Đồng Tân ngày hôm nay họ thiếu vắng một vị trí rất quan trọng, đó là Văn Nhân. Văn Nhân đã bị chấn thương và không thể tham gia vào trận tứ kết đầu tiên của Đồng Tân ngày hôm nay. Và sự lựa chọn sẽ được dành cho Huy Bướm.
bóng được trao cho Minh Chí. Ngày hôm nay Thành Nam bên phía FC Bút cũng đã được xếp đá vị trí thay của vị trí Ngọc Tùng. Phúc Hưng nắm ok. Minh Chí trong 3 trận đấu liên tiếp của vòng bảng, Minh Chí đều ghi bàn, trong đó có 2 cú đúp, cú đúp vào lưới của All Boy và cú đúp vào lưới của Leon King. Cầu thủ đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất bên phía Đông Tân chính là Nam Ok. Nam Ok đã ghi được 2 bàn thắng cho Đông Tân trong trận đấu với Phố Ngò. Đánh đầu! Họ bật cao đánh đầu vừa rồi là của Chiêu Ca. Trong trận đấu với Phố Ngò thì Chiêu Ca sau khi ghi bàn đã gặp phải chấn thương và cầu thủ này đã phải nghỉ ở trận đấu vòng bảng cuối cùng. Ngày hôm nay thì Đồng Tân có sự trở lại của Chiêu Ca. Nam Ok rất hay. Huy Bươm không được. Huy Bươm đã ngắm về cột gần khung thành của thủ môn Thế Lương. Trong pha bóng vừa rồi, nếu như Huy Bươm là cầu thủ thuận chân trái, có lẽ sẽ là một cơ hội rõ nét hơn, khi mà góc xa khung thành của Thế Lương là một khoảng trống rất lớn. Một tình huống mà Thế Lương cũng đã kịp khép góc. Ngọc Tính, ở giải đấu này Ngọc Tính cũng chưa ghi bàn. Chiêu Ca, tại tại bóng đá CDB Ninh Bình, trong bảng áo của Doanh Emo thì Ngọc Tính cùng với Huy Bướm cũng đã có mặt ở bán kết. Đội bóng duy nhất của Yên Mô đã vượt qua vòng tứ kết. Huy Bướm, Ngọc Tính, Quân Bắp. Tính về số bàn thua của riêng Quân Bắp thì thủ môn này mới chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trận đấu cuối cùng vòng bảng thì Đức Mạnh là người bắt thay Quân Bắp. Nam Ok không có gì khó khăn đối với Thế Lương. Phúc Hưng được chuyền ra cho Minh Chí. Đây là Nam Ok, 2-1. Nam Ok phá xạ tuyệt vời của Thế Lương. Đó là một tình huống đổ người kịp thời và vô cùng chính xác. Cú đá khá hiểm của Nam Ok nhưng không thể vượt qua được sự chắc chắn và kinh nghiệm của Thế Lương ở tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống đổ người đẳng cấp của Thế Lương. Một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng. Cú đá của Nam Ok là rất vừa với cư trần. Bóng đi với lực rất căng. Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đang thuộc về các cầu thủ Đông Tân với cú dứt điểm của Nam Ok. Được chuyền dài của Thế Lương. Vũ Lý. Đây là Minh Chí. Bóng được trả về cho Thế Lương. Sau các trận đấu đã qua vòng bảng thì đội bóng để thủng lưới nhiều nhất chính là SC1984. Đội bóng này đã để thủng lưới tới 17 bàn và không ghi được một điểm số nào. Đó là một giải đấu mà 1984 xác định chỉ là giải đấu cọ sát mà thôi. Đội bóng ghi ít bàn thắng nhất chính là All Boy. All Boy chỉ ghi được 4 bàn sau 3 trận đấu của vòng bảng.
Nam OK dứt điểm ngay, lại là một phản xạ quá tốt của Thế Lường. Hai cú dứt điểm của Nam OK và đều bị từ chối bởi sự xuất sắc của Thế Lường. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc tiếp theo được dành cho Đông Tân. Những tình huống dứt điểm của Đông Tân đang trở nên ngày một nhiều hơn. Hai cú đá chỉ trong vòng 3 phút của Nam OK đều là những cú đá có lực rất căng. Nhưng sự xuất sắc và tỉnh táo của Thế Lường đang giúp cho khung thành của SC Bút vẫn đang được đứng vững. Được chuyền dài, đánh đầu Phúc Hưng. Một tình huống mà Phúc Hưng đã tự làm khó mình. Như vậy là đã có quả đá phạt. Trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi đã có những tác động từ phía sau bên phía hậu vệ của Đông Tân. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt của các thủ FC Bút. Rất đông các thủ áo vàng đang có mặt bên phần sân của Đông Tân. Vị trí dứt điểm ngay, bóng được trả về cho vị trí của Duy Đông. Huy Bướm, Quân Bắp. Kể từ đầu trận thì Quân Bắp vẫn chưa phải đối mặt với một cú đá nào thực sự nguy hiểm. Lại là một phản xạ rất nhanh của Thế Lương sau tình huống áp sát đến từ Trần Thuận. Tiếp tục là quả đá biên nữa được dành cho Đông Tân. Huy Bướm sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Hòa can thiệt kịp thời đến từ Minh Trí. Cách tiếp cận trận đấu này của các cầu thủ FC Bút là một lối chơi chậm rãi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi những cơ hội ở những tình huống đá biên đá phạt và những tình huống phạt công nữa. Nam OK xét về tỷ lệ kiểm soát bóng thì các thủ FC Đông Tân đang sở hữu nhiều hơn. Rất nhiều những pha chạm bóng của các thủ Đông Tân được thực hiện bên phần sân của FC Bút kể từ đầu trận. Minh Trí, Vũ Ly, Phúc Hưng không hề có lỗi, vẫn là Phúc Hưng được chuyền cho Minh Trí. Minh Trí không thể dứt điểm ở tình huống bóng đã quá cận chân. Ngọc Tính và Vũ Ly. Minh Trí có quá ít những khoảng trống dành cho Minh Trí. Ở tình huống vừa rồi bàn thắng đã đến với cầu thủ FC Bút. Sau cú đá của Minh Trí thì Thành Nam là người đã có thêm một cú đá bồi sau tình huống bật ra. Kể từ đầu trận thì FC Bút không tấn công quá nhiều nhưng họ lại có được bàn thắng vươn lên ra trước. Một tình huống lên bóng hiếm hoi và đây có lẽ là cú điểm trúng đích đầu tiên của FC Bút. Mặc dù kể từ đầu trận thì các thủ Đông Tân là những người đã tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn về phía khung thành của thủ môn Thế Lương. Nhưng ngày hôm nay thì Thế Lương đã chơi xuất sắc với hai pha cản phá xuất thần. Một cách chơi chậm rãi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi những cơ hội phản công, những tình huống cố định của SC Bút.
đang phát huy được tính hiệu quả. Quân Bắp vừa rồi là bàn thua thứ tư mà Quân Bắp đã phải đón nhận ở giải đấu năm nay. Với cá nhân Quân Bắp thì là bàn thua thứ ba, đối với Đông Tân là bàn thua thứ tư. Cơ hội lại là cú dứt điểm nữa đến từ Thành Nam. Ngày hôm nay Thành Nam đã được xếp đá chính ngay từ đầu, thay thế vị trí của Ngọc Tùng. Và cầu thủ này cũng đã đáp lại được sự kỳ vọng của các cổ động viên bên phía FC Bút. Sẽ có thêm quả đá phạt góc. Bóng vẫn là trong cuộc. Trọng tài đã thổi phạt. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Người bị phạm lỗi trong hòa bóng vừa rồi là Duy Đông. Minh Chí sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Minh Chí đã có 5 bàn thắng cho FC Bút sau 3 trận đấu của vòng bảng, trong đó có 2 cú đúp. Bây giờ sẽ là quả đá phạt được dành cho Đông Tân. Người bị phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi là Trần Thuận. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này của Đông Tân. Đang có sự bàn bạc rất kỹ giữa Ngọc Tính, Nam OK và Huy Bướm. Đây đều là những cầu thủ có khả năng sút xa tốt. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tình huống dàn xếp đá phạt này của các cầu thủ Đông Tân. Ngọc Tính, Huy Bướm sẽ có thêm quả đá phạt góc. Ngọc Tính, Trần Thuận, bóng được trả về cho Quân Bắp. Một điều ấn tượng tại giải đấu năm nay, khi mà Yên Hòa có tới 4 đội bóng với rất nhiều cầu thủ tham dự ở giải đấu này, thì 3 trên 4 đội bóng đã có mặt ở tứ kết. Ngọc Tính, chính xác là 3 đội bóng đến từ Yên Hòa, Đông Tân, FC Lốp và Lion King đều đã có được một thành tích rất tốt sau khi vòng đấu bảng khép lại. Họ đều đã có mặt trong vòng tứ kết. Người đang có phong độ ghi bàn rất tốt, đó là một tình huống kiểm soát không gian của Thế Lương. Thế Lương đang tạo ra sự yên tâm cho cổ động viên bên phía FC Bút với rất nhiều những pha xử lý chắc chắn và chính xác. Huy Bướm,
Một tình huống mà các cầu thủ của Sebut đã không hiểu ý. Ột pha đi bóng rất thoải mái và cú dứt điểm cuối cùng của Huy Bướm. Nếu như không có sự xuất sắc của Thế Lương ở tình huống vừa rồi, rất có thể Đồng Tân đã có được bàn thắng. Một thoáng mất tập trung của các hậu vệ bên phía Sebut. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc tiếp theo dành cho Đồng Tân. Thế Lương phạt bóng rất mạnh lên phía trên. Tiếp tục là quả đá biên cho Đồng Tân. Pha chéo Ngọc Tính, người đã bật cao trong tình huống vừa rồi là Nam OK. Biết là Nam OK đã không chạm trúng bóng ở tình huống rồi. Phúc Hưng, tiếp tục là quả đá biên dành cho Đồng Tân. Vẫn là một thế trận rất chủ động của các cầu thủ Đồng Tân. Huy Bướm đây rồi, một pha phối hợp giữa bộ ba Ngọc Tính, Huy Bướm và Chiêu Ca. Nhưng trong pha bóng vừa rồi có vẻ như Chiêu Ca chưa thực sự sẵn sàng để dứt điểm. Một đường chuyền rất nhanh đến từ Huy Bướm. Tiếp tục là Huy Bướm, rất nhiều những pha đi bóng rất thoải mái của Huy Bướm ở giữa sân. Ngọc Tính và qua người rất hay. Trọng tài đã cắt còi ở tình huống vừa rồi, lỗi đã thuộc về Minh Chí. Bên phía FC Bút xin thay người, Duy Phương sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Đức Anh. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía đội bóng áo vàng. Chúng ta sẽ đến với quả đá phạt góc dành cho Đồng Tân. Phúc Hưng, Phúc Hưng được truyền dành cho Vũ Lì. Minh Chí rất hợp lý. Hòa chạm bóng đầu tiên của Đức Anh. Quân Bắp được truyền dành cho Ngọc Tính. Bên phía Đồng Tân xin thay người, Trần Thuận sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyễn Đoàn. Vừa một cầu thủ mang tính giải trí rất cao đã được tung vào sân bên phía Đồng Tân. Và chạm bóng đầu tiên của Nguyễn Đoàn. Bóng đã chạm tay của Đức Anh. Vẫn là một thế trận tốt hơn đang thuộc về các cầu thủ Đồng Tân, với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, đặc biệt là những tình huống luân chuyển trái bóng sang phần sân của FC Bút, chủ yếu là những pha chạm bóng bên phần sân của FC Bút. Không có gì khó khăn đối với Thế Lương ở pha bóng vừa rồi. Huy Bướm,
Nguyễn Đoàn. Bóng được trả về cho Quân Bắp. Nam OK. Nguy hiểm. Đường chuyền hơi non. Rất may là Quân Bắp cũng đã có được sự chủ động. Khoảng cách một bàn là một khoảng cách chưa bao giờ an toàn trong bóng đá cả. Nó rất mong manh khi mà hiệp 1 vẫn còn đang ở phía trước. Như vậy là sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ SC Bút. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống đá phạt góc này. Dứt điểm. Cú bắt volley rất nhanh. Cú đá vừa rồi là của Duy Đông. Đường chuyền của Quân Bắp dành cho Nam OK. Minh Chí. Anh Linh đi xem này mà sao thua. Quân Bắp. Đường chuyền dài cho Nam OK. Không được. Thời gian thi đấu của hiệp 1 là không còn nhiều. Tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về phía các cầu thủ SC Bút. Bàn thắng được ghi do công của Thành Nam. Huy Bướm. Huy Bướm đang chơi rất hay kể từ đầu trận bên phía Đồng Tân. Rõ ràng là ngày hôm nay Đồng Tân họ thiếu vắng Văn Nhân, một trong những hậu vệ vô cùng chắc chắn và đang có những bước phát triển và sự hoàn thiện trong những năm gần đây, đã khiến cho Đồng Tân ngày hôm nay không có được một hệ thống phòng ngự vững chãi nhất. Bàn thua mà họ phải đón nhận cũng có một phần lỗi của các hậu vệ bên phía Đồng Tân. Sự khích lệ của Trần Sĩ Hạnh dành cho Ngọc Tính nếu như ghi bàn ở trận đấu ngày hôm nay sẽ được Sĩ Hạnh thưởng nóng 5 lít cho Ngọc Tính. Thế Lương vẫn đang cho thấy một thủ môn chơi ấn tượng. Và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Đồng Tân. Người lui về kịp thời để hỗ trợ cho Thế Lương trong pha bóng vừa rồi là Duy Đông. Nam OK đã vượt qua được sự truy cản đến từ hậu vệ và tình huống băng ra của Thế Lương. Ở cú đá vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn bên phía SC Bút, nhưng người đã lui về rất nhanh và kịp thời trong pha bóng vừa rồi đó là Duy Đông. Nam OK. Huy Bướm. Nguyễn Đoàn. Cú đá hơi với. Hiền Kê. Dứt điểm ngay. Không vào. Hóa băng vào vừa rồi là của Chiêu Ca sau cú đá của Nam OK. Nam OK chính là người đã tung ra nhiều cú dứt điểm nhất về phía khung thành của Thế Lương. Theo thống kê của chúng tôi thì Nam OK đã tung ra 5 cú đá. 5 cú đá đều rất chất lượng. 2 phút là quãng thời gian bù giờ còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Đồng Tân và FC Bút. Tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về phía đội bóng áo vàng. Sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho Đồng Tân. Bóng đá chạm tay của thủ môn Thế Lương. Chiêu Ca. Hoặc cắt bóng vừa rồi là của Vũ Lì. Phúc Hưng.
Nam OK. Đường chuyền của Nam OK không thể đến được với vị trí cứu chiêu ca. Sẽ có thêm quả đá biên dành cho FC Bút. Quân Bắp rất nguy hiểm. Một quả đá tự phát sân nhà của Quân Bắp dành cho Thế Lương. Ngày hôm nay Thế Lương đã có rất nhiều những pha cản phá thành công. Ngọc Tính, bóng vẫn đang trong cuộc. Hiệp một đã khép lại với tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về phía FC Bút. Bàn thắng được ghi do công của Thành Nam. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này.
Chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của hiệp 2. Trận đấu vòng tứ kết giải bóng đá Champions Hưng Phương lần thứ nhất năm 2024. Hiệp 1 khép lại, SC Bút đang tạm dẫn trước Đông Tân với tỷ số 1-0. Bàn thắng được ghi do công của Ngọc Nam. Những diễn biến đầu tiên của hiệp 2 thì hai đội bóng không có thêm sự thay đổi nào. Đội hình vẫn được giữ nguyên so với những phút thi đấu cuối hiệp 1. Như vậy là hiệp 2 đã chính thức trở lại. Ở hiệp thi đấu thứ hai, các thủ SC Bút sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Trong hiệp 1 thì mỗi đội bóng cũng đã có một sự thay đổi. Bên phía SC Bút, Đức Anh là người đã được lựa chọn vào bên phía Đông Tân. Thì Nguyễn Đoàn là người đã được tung vào sân để thay thế vị trí của Trần Thuận. Tiếp tục là quả đá biên được dành cho các cầu thủ SC Bút. Vị trí đây là Đức Anh. Chiều ca, bóng trở lại với Minh Chí. Qua người, 3-1. Cơ hội Phúc Hưng, Phúc Hưng không vào. Trong pha bóng rồi, chỉ có một mình Nguyễn Đoàn trước ba cầu thủ áo vàng. Rất may đó là một tình huống mà thủ môn quân Bắp cũng đã có được sự tập trung. Ngoài việc hướng tới bàn thắng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng thì các thủ Đông Tân cần phải gia cố hệ thống phòng ngự. Tiếp tục là một cơ hội. Lần này là tình huống ra vào kịp thời của quân Bắp, phản công cho Đông Tân. Huy Bướm không được, đường chuyền quá sâu, không ra vào thời gian trong pha bóng vừa rồi đủ để cho Nam OK có thể chỉnh chu một đường chuyền. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho Đông Tân. Được chơi cùng Nguyễn Đoàn. Sẽ có thêm quả đá biên dành cho các thủ SC Bút. Đức Anh, Thế Lương. Sự chắc chắn và chính xác của Thế Lương trong hiệp 1 đã giúp cho các thủ SC Bút có được sự tự tin. Đức Anh, vẫn là Đức Anh, đường chuyền dứt điểm ngay. Hòa xoay người và dứt điểm của cầu thủ Ngọc Nam. Ngọc Nam chính là người đã mở tỷ số của trận đấu này. Ngọc Tính, Huy Bướm, hòa lấy bóng tốc độ, dứt điểm ngay, không vào. Cú đá sạt của Huy Bướm, nhưng đó vẫn chưa phải là một cú đá thuyết phục đối với Thế Lương. Chiêu ca được chuyển cho Nguyễn Đoàn. Cơ hội bàn thắng của Chiêu ca xuất phát từ và phối hợp giữa Nguyễn Đoàn và Chiêu ca. Cầu thủ này đã có tình huống băng vào không chiến và chiến thắng được hệ thống phòng ngự bên phía SC Bút, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Và chiếc thẻ vàng đã được không chính xác, đó là một tình huống mà trọng tài đã ghi số. Ghi số áo của Chiêu ca, người đã ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Bàn thắng vừa rồi cũng đã có dấu giày của Nguyễn Đoàn trong pha phối hợp 1-2 giữa Chiêu ca.
Đường chuyền là rất vừa tầm theo đá băng vào của Chiêu Ca. Cách đây khoảng hơn một phút thì bàn luyện của Đông Tân thậm chí suýt chút nữa đã rút Chiêu Ca ra. Chiêu Ca vẫn là một trong những quân bài chiến thuật của Đông Tân. Đây là bàn thắng thứ hai mà Chiêu Ca ghi được cho Đông Tân ở giải đấu năm nay. Được chuyền, trận đấu đã trở lại thế cân bằng. Huy Bướm quấn bắp, khả năng chơi chân và thực hiện những đường chuyền dài của quân bắp cũng là khá tốt. Lại là một đường chuyền cho Chiêu Ca, tận dụng về chiều cao của Chiêu Ca. Các cầu thủ Đông Tân đã thực hiện rất nhiều những pha chơi bóng, những pha chơi bóng để cung cấp cho cầu thủ này. Đường chuyền dành cho Phúc Hưng, bóng vẫn là trong cuộc. Phúc Hưng, Minh Chí, Đức Anh, vẫn là Đức Anh, bóng được trả lại cho Minh Chí. Sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho FC Bút. Liệu rằng trận tứ kết đầu tiên này sẽ phải đi đến với kịch bản trên loạt sút luân lưu hay không? Nếu như tỷ số được giữ nguyên cho đến cuối trận, tiếp tục là tình huống đá biên dành cho đội bóng áo vàng. Duy Đồng, mặc dù đã vượt qua được vòng đấu bảng, tuy nhiên theo thống kê của chúng tôi thì FC Bút là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất trong số 8 đội bóng có mặt ở tứ kết. Sau 3 trận đấu của vòng bảng, đội bóng áo vàng đã để thủng lưới tới 12 bàn, và tính cả bàn thắng vừa rồi, bàn thua vừa rồi thì đã là con số 13. Thế Lượng, quả đá biên được dành cho Đông Tân. Quân bắp được chuyền dài, bên phía FC Bút xin thay người trong tay. Ngọc Nam sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Xuân Tùng. Đây là sự thay đổi người thứ hai bên phía FC Bút, và Xuân Tùng đã kịp trở lại với trận đấu này. Một mẫu tiền vệ có khả năng chia bài rất tốt, đặc biệt là khả năng cầm bóng của Xuân Tùng. Huy Bướm, vẫn là Huy Bướm. Ngày hôm nay Huy Bướm đã có rất nhiều những pha dê bóng vượt qua được các hậu vệ bên phía FC Bút. Chiêu Ca và Vũ Ly. Quyền đá biên sẽ thuộc về Đông Tân. Sau khi các thủ Đông Tân có được bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, thì nét mặt của chủ tịch đoàn năm cũng đã được giãn ra. Khá nguy hiểm. Cơ hội bàn thắng đã đến với Đông Tân, còn lại là Chiêu Ca. Xuất phát từ tình huống đá biên bên hành lang cánh phải của Ngọc Tính, bóng đã bị đẩy ra bởi thủ môn Thế Lượng, nhưng Chiêu Ca
lại xuất hiện đúng rất đúng lúc và đệm bóng cận thành. Bàn thắng thứ hai của Chiêu Gà trận đấu này. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Đông Tân. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Đông Tân đã có được hai bàn thắng. Thậm chí là trước đó thì suýt chút nữa Chiêu Gà đã được rút ra. Và có lẽ lúc này thì chủ tịch Đoàn Nam mới thấy sự sáng suốt của mình khi mà không rút Chiêu Gà ra. Minh Chí, vẫn là Minh Chí. Được chuyền dành cho Đức Anh. Đức Anh khoảng trống đã mở ra. Phản xạ tốt của thủ môn Quân Bắp. Bây giờ thì lợi thế đang thuộc về các cầu thủ Đông Tân. Trong 8 đội bóng có mặt ở tứ kết thì Đông Tân không phải là đội bóng có hàng công mạnh. Tuy nhiên đổi lại họ lại có được một hệ thống phòng ngự chơi rất chắc chắn. Ngọc Tính, trọng tài đã thổi phạt đối với Duy Đông. Xuân Tùng, trọng tài đã thổi phạt đối với các cầu thủ SC Bút và phạm lỗi của Xuân Tùng. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Châu ơi, em còn 3 phút đây, ghi thêm quả nữa đây. Ngọc Tính cùng với Huy Bướm sẽ là những người thực hiện quả đá phạt cho Đông Tân. Ngọc Tính, Nam OK. Và cản thiệt rất nhanh đến từ hậu vệ bên phía SC Bút, đó là Đức Anh. Hòa cản bóng dứt khoát của Nguyễn Đoàn. Nếu như ngày hôm nay Đồng Tân tiếp tục có thêm chiến thắng thì chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều những màn gáy vang trời đến từ cây bút Nguyễn Đoàn. Vũ Lì, Nam OK chậm mất một nhịp, cần phải tung ra điều chuyển sớm hơn khi mà Chiêu Ca đã băng xuống rất nhanh và chủ động xin bóng. Đức Anh, Phúc Hưng, Minh Chí sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ SC Bút. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Được chuyển dành cho Vũ Lì. Đây là Đức Anh. Dứt điểm. Bóng đã chạm vào người của Xuân Tùng. Và đây là Chiêu Ca. Khả năng không chiến của Chiêu Ca là quá tuyệt vời. Tình huống vừa rồi, mặc dù thủ môn Thái Đường đã kịp băng ra, nhưng Chiêu Ca là người đã tinh quái hơn trong pha bóng vừa rồi. Cú hat-trick của Chiêu Ca, tỷ số được nâng lên 3-1 cho các cầu thủ Đông Tân. Rõ ràng là những áp lực về việc sẽ rút Chiêu Ca ra đã khiến cho cầu thủ này bừng tỉnh và đã có được những pha dứt điểm, đặc biệt là hai pha không chiến. Đều là những tình huống mà Chiêu Ca đã tận dụng tốt được chiều cao của mình. 3 pha ghi bàn của Chiêu Ca.
anh em FC Đồng Tân đúng lùi vào một chút đi để nhường đường biên lại cho trọng tài đi. Xuân Tùng, Minh Chí, cơ hội quá đẹp mắt rồi, cú đá bằng chân trái vừa rồi của Minh Chí, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho FC Bút. Bàn thắng thứ 6 của Minh Chí, bàn thắng vừa rồi đã giúp cho Minh Chí vươn lên dẫn đầu danh sách các thủ ghi bàn tốt nhất. Và điều quan trọng hơn là nó đã thu hẹp khoảng cách với Đồng Tân, tỷ số đã là 2-3. Chúng ta được chứng kiến rất nhiều bàn thắng trong hiệp 2. Nguyễn Đoàn, Nam OK, người đang có bóng là Phúc Hưng, mới phạt đi bóng đầy quyết tâm, được căng ngang, nguy hiểm, cơ hội, Minh Chí không thể dứt điểm. Đây rồi, Xuân Tùng, hỏa xa kịp thời của quân Bắp. Phạm Hiệp đang rất muốn ông bầu bên phía FC Đồng Tân đoàn 5 sẽ có thêm những động lực, những sự khích lệ cho anh em, đặc biệt là sau khi Đồng Tân đã san bằng tỷ số và lúc này họ đang có được lợi thế dẫn bàn. 10 lít bia có lẽ là một điều quá đơn giản đối với một đoàn 5 nếu như các cầu thủ Đồng Tân giữ được kết quả này. Tiếp tục sẽ có thêm một tình huống cố định nữa dành cho xe bút. Được căng ngang, rất nguy hiểm. Sau khi Xuân Tùng được tung vào sân thì hệ thống, đặc biệt là hệ thống hàng tiền vệ của xe bút đã chơi khởi sắc hơn, với rất nhiều những đường truyền, những tình huống thu hồi bóng ở giữa sân và thực hiện những pha kết hợp bên phần sân của Đồng Tân rất tốt. Bên phía các thủ Đồng Tân xin thay người, hiệp bò sẽ được tung vào sân để thay thế vị trí của Nam OK. Hiệp bò cũng là một trong những sự lựa chọn chất lượng của Đồng Tân. Cầu thủ này cũng đã ghi bàn trong trận đấu với Mơ Tây. Bên ngoài sân thì các thủ Đồng Tân vẫn còn một sự lựa chọn, có lẽ là trong ít phút tới sẽ được tung vào sân, đó là mẫu tiền đạo phòng ngự đoàn 5, một cầu thủ được mệnh danh là vua phá kiến tạo. Chiêu Ca, Chiêu Ca cũng đã có được 4 bàn thắng và đang bám sát đối với các cầu thủ trong top ghi bàn hàng đầu. Lúc này Minh Chí đang tạm vươn lên dẫn đầu với 6 bàn. Quả đá biên tiếp theo được dành cho Đồng Tân. Hiền Kề sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Huy Bướm, một pha chạm bóng khá tinh tế của Huy Bướm, nhưng nó vẫn chưa đủ khó để có thể khuất phục được Thế Lương.
Vũ Ly, Ngọc Tĩnh, Huy Bướm. Quả đá phạt dành cho xe bút. Xuân Tùng phá quả người rất hay. Vũ Ly, Vũ Ly không được. Trong pha bóng vừa rồi thì Phúc Hưng đã di chuyển về phía cột 2. Thời gian vẫn còn rất nhiều cho các cầu thủ SC Bút. Vẫn còn khoảng 10 phút nữa cho những phút thi đấu chính thức của hiệp 2. Khoảng cách chỉ là một bàn. Minh Chí, Xuân Tùng không kịp để hướng đường chuyền tới vị trí của Phúc Hưng. Ở trên hàng công của Đông Tân họ chỉ cắm một mình Chiêu Ca, nhưng luôn có ít nhất hai hậu vệ chăm sóc đối với cầu thủ số 12 bên phía Đông Tân. Quân Mập tiếp tục là quả đá biên dành cho các cầu thủ Đông Tân. Hiền Kê sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Đội bóng giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ gặp đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu giữa SC Lốp và Phố Ngò. Chiêu Ca, rất nhiều những tình huống bóng bổng được cung cấp cho Chiêu Ca. Ba bàn thắng của Chiêu Ca ngày hôm nay đều được ghi bằng ở những tình huống không chiến, những pha dứt điểm bằng đầu. Khá nguy hiểm. Tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Quân Bắp. Được chuyền rất hay. Chiêu Ca. Vẫn là Chiêu Ca. Cơ hội. Đó là một pha xử lý nửa chuyền nửa sút của Hiệp Bò. Huy Bướm. Bên phía Đông Tân xin thay người. Chiêu Ca sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Phạm Ngọc. Chiêu Ca rời sân với 3 bàn thắng có được cho Đông Tân ở trận đấu ngày hôm nay. Một phong độ vô cùng ấn tượng. Đức Anh, nếu như có được chiến thắng ở trận đấu này thì các thủ Đông Tân là đội bóng đầu tiên có mặt ở bán kết. Sau khi các trận đấu vòng bảng thì Đông Tân chính là đội bóng đầu tiên có mặt ở tứ kết. Ở lượt trận thứ hai, Ngọc Tĩnh, và liệu rằng ngày hôm nay họ tiếp tục tạo ra được một lần đầu tiên nữa hay không. Đội bóng đầu tiên có mặt ở bán kết sau khi Đồng Tân đã làm được một điều mà ở vòng bảng họ đã làm. Họ đội bóng có mặt ở vòng trong sớm nhất. Ngọc Tĩnh, vẫn là Ngọc Tĩnh. Hiệp Bò, tốt rồi, vào
Một pha bắt bay. Dứt điểm ngay. Cú đá có lực rất căng của hiệp bò. Và lại là một phản xạ tuyệt vời của thủ môn Thế Lương. Ngày hôm nay nếu như không có sự xuất sắc của Thế Lương, chưa chắc tỷ số hiện tại đang được hiển thị trên bảng điện tử đối với các thủ FC Bút. Vũ Lì. Sau khi Nguyễn Hoàng vào sân thì cầu thủ này cũng đã chơi rất tròn vai, đặc biệt là một pha kiến tạo giúp cho Chiêu Ca ghi bàn. Trận Sĩ Cảnh sẽ thưởng nóng 1 triệu nếu như Đồng Tân vào bán kết sau khi trận đấu này khép lại. Đó là sự khích lệ đến từ Trần Cảnh dành cho các thủ Đồng Tân. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay quỹ của SC Đồng Tân đang còn rất nhiều và chưa có cách nào để giải ngân. Nếu như có được chiến thắng ở trận đấu này, có lẽ họ sẽ giải ngân rất mạnh tay. Vũ Lì, Xuân Tùng, Hà Quả Người rất hay, được chuyền dành cho Hiệp Bò. Mất bóng sẽ rất nguy hiểm. Xuân Tùng, người đang có bóng là Hiền Kê. Hiền Kê là một trong những cầu thủ có thể lực rất tốt trong đội hình của Đồng Tân. Cầu thủ được mệnh danh là người không phổi. Và nhắc đến người không phổi thì chúng ta chắc chắn sẽ nhớ đến một huyền thoại của Chelsea, Frank Lampard. Sẽ có thêm quả đá phạt dành cho FC Bút. Cơ hội để cho đội bóng áo vàng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Minh Chí đang là người đứng trước bóng. Tiếng còi đã cất lên rồi. Minh Chí dứt điểm ngay. Bóng đã đi không chính xác sau cú đá phạt vừa rồi của Minh Chí. Liệu rằng trong ít phút tới thì SC Bút có tung tiền đạo Lĩnh Rùa vào hay không? Người cũng đã ghi bàn sau khi được tung vào sân trong trận đấu với Lyon King. Quân Bắp lại đám được chuyền dài và đó là bàn thắng quá đẹp mắt. Một pha chạy bóng đầy tinh tế sau được chuyển từ phần sân nhà của Quân Bắp. Mọi người đã có pha chạy bóng tinh tế vừa rồi là Phạm Ngọc. Ông Ngọc đã nâng tỷ số lên 4-2 cho Đồng Tân. Một pha bóng mà các hậu vệ bên phía SC Bút đã bỏ quên Phạm Ngọc. Có để cho cầu thủ này quá thoải mái ở tình huống chạm bóng. Mặc dù trong tình huống vừa rồi có cảm giác như Phạm Ngọc né bóng nhưng bóng vẫn chạm vào chân của Phạm Ngọc để khiến cho Thế Lương không thể phán đoán được hướng bóng. Phạm Ngọc cũng chính là người đã có bàn thắng quân mình tỷ số trong trận đấu với Quán Sửa sau khi được tung vào sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chính Phạm Ngọc đã lấy đi tấm vé vào chơi vòng tứ kết của Quán Sửa.
Vâng, đó là một bàn thắng theo kiểu ghi bàn của Lukaku, đúng theo nhận xét của Nguyễn Mạnh Tuấn. Một pha bóng có phần may mắn đối với Phạm Ngọc trong tình huống nâng tỷ số lên 4-2 vừa rồi. Nguyễn Đoàn, Xuân Tùng, Xuân Tùng, Xuân Tùng dứt điểm, không vào. Khả năng cầm bóng của Xuân Tùng chúng ta đã nói đến rất nhiều. Sẽ có 3 phút bù giờ cho những diễn biến còn lại của trận đấu này. Khoảng cách đang là 2 bàn. Và bây giờ có lẽ là các thủ S1 sẽ phải chơi power play. Họ không còn gì để mất nữa. Nguyễn Đoàn, Vũ Lì đã xuất hiện rất kịp thời. Minh Chí, Đức Anh, Xuân Tùng. Pha cắt bóng kịp thời đến từ hậu vệ bên phía Đông Tân. Nguy hiểm, bóng đã khẽ chạm sang ngang sau tình huống vừa rồi. Chúng ta còn nhớ ở vòng bảng thì Đông Tân là đội bóng đã có được tấm vé vào chơi vòng tứ kết sớm nhất trong tất cả các đội bóng tham dự. Và có lẽ sau trận đấu ngày hôm nay họ tiếp tục làm thêm được một điều sớm nhất nữa, đó là đội bóng có mặt ở vòng bán kết đầu tiên. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Đông Tân. Thời gian đã bước sang những phút bù giờ. Tỷ số đang là 4-2. Quý Bướm, bóng vẫn là trong cuộc, trả bóng lại thế này, không vào. Cú đá của Hiệp Bò. Người đang có bóng là Duy Đồng. Và quá người của Duy Đồng, dứt điểm ngay, không vào. Phản xạ tốt của Quân Mập và tình huống đi bóng từ phần sân nhà của Duy Đồng. Các cầu thủ S-Boot họ đã tràn lên. Phúc Hưng, Đức Anh, không được. Ở trận đấu ra quân của S-Boot họ đã hòa với Ao Bòi với tỷ số 4 đều. Sau đó là để cho S-Lốp vượt qua với tỷ số 5-1. Ở lượt trận cuối cùng họ đã vượt qua Liên Kinh với tỷ số 6-3. 4 trận đấu Minh Chí đều ghi bàn, nhưng trừ đó vẫn chưa đủ. Mặc dù họ đang sở hữu một cây làm bàn hàng đầu ở giải đấu năm nay, Minh Chí đang có 6 bàn thắng và tạm lên dẫn đầu, nhưng nếu kết quả giữ nguyên thì Minh Chí không còn cơ hội để gia tăng số bàn thắng của mình nữa. Một điều rất đáng tiếc. Như vậy là trận đấu đã khép lại với chiến thắng 4-2 thuộc về Đông Tân. Một trận đấu mà Chiêu Ca là người đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick dành cho Đông Tân. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Phạm Ngọc. Hai bàn thắng của S-Boot được ghi do công của Minh Chí và Ngọc Nam. Quý vị thân mến, và những hình ảnh này cũng đã khép lại buổi lần trực tiếp trận đấu giữa Đông Tân và S-Boot của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với trận tứ kết tiếp theo giữa S-Lup và SC Phố Ngọc.